cùng
xem sóc hết lòng hết sức chuyên quan mời công thanh tu xe la siêu tâm mọi việc thờ quân hương xua trời cùng hằng đắm mi làm sao mà châu lễ cùng tìm thấy đức chúa thế số trong đền thờ kiệt ta thanh ta khi linh hồn ta khỏi xác đoạn mới được về cùng đức chúa trời nhưng mà ông thanh tu xe thì còn ở thế gian đã được ở cùng đức chúa thế số chúng con sau nữa chúng con cho cây và đứng bên đơn nước người đã chọn người làm quan thầy diêu xin người bố cho mọi người trong địa phận chúng con nữa xưa làm lên đó đời này là khi linh hồn ta khỏi xa nữa về chốn thanh nhàn đời đời cho cùng amen. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng con thiếu nhi thân mến, bài ca nhập lễ mà ca đoàn thiếu nhi vừa hát lên nói lên cái ý nghĩa, cái tâm tình và mục đích của thánh lễ ngày hôm nay. Thánh lễ mà 64 em thiếu nhi sẽ được rước Chúa lần đầu. Việc được rước Chúa lần đầu là một điều rất ý nghĩa cho đời sống của các Kitô hữu. Bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta chịu phép rửa tội, chúng ta được sinh ra trong ơn thánh của Chúa. Khi mà chúng ta trưởng thành, có sự hiểu biết, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bởi chính mình và máu thánh Chúa. Và việc rước lễ lần đầu là khởi đầu cho hành trình được nuôi dưỡng bởi chính mình và máu thánh Chúa. Kể từ hôm nay, các em thiếu nhi của chúng ta mỗi khi đi rước lễ đều được rước Chúa vào lòng của mình. Và nếu như các em giữ được tâm hồn của mình cho xứng đáng thì việc rước lễ này sẽ đi theo các em mỗi ngày cho tới khi các em về với Chúa. Và để có ngày hôm nay thì chính các em đã rất là nỗ lực và cố gắng trong thời gian 4 năm học giáo lý. Cũng là sự quan tâm của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ là những người thầy, người cô đầu tiên. Nếu cha mẹ không quan tâm cho con đi học giáo lý, các em sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng không thể không nói đến công sức của cha Tuyên Úy, của quý sơ phụ trách, của các huynh dự trưởng trong sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Andre Nguyễn Kim Thông. Chúng ta cùng cảm ơn cha Tuyên Úy, quý sơ, quý trưởng và những người yêu mến thiếu nhi của chúng ta bằng một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt. Và một cách hân hoan, chúng ta cũng chúc mừng cho 64 em hôm nay được Đức Chúa lần đầu cùng với bố mẹ đang hiện diện ở đây bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa ngự vào lòng các em và xin Chúa nuôi dưỡng đời sống của các em, cũng như xin Chúa chúc lành cho bố mẹ để họ luôn là những tấm gương sáng cho con cái trong lời ăn tiếng nói, trong cách hành xử và đặc biệt là trong đời sống cầu nguyện. Chúng ta cũng thêm lời cầu nguyện cho các linh hồn Giuse và Anna. Với tâm tình sám hối, chúng ta cùng xin Chúa tha thứ tội lỗi để thánh lễ, để lời tạ ơn, lời cầu xin và niềm vui của chúng ta sẽ được Chúa chấp nhận. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Khẩn cầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót
Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cho người thiên tâm chúng con chúng tùng Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa Cha tôi thân thân, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhân lời chúng con cầu cần. Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Và trích sách xuất hành. Ngày ấy, khi từ núi Si-lai xuống, ông Mô-xê thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Ông Mô-xê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng 12 trụ đá cho 12 chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu và ngả bò làm nghi lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông Mô-xê lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn lửa kia rỉ rẫy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bấy giờ ông Mô-xê lấy máu rẩy lên dân và nói: đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em dựa trên những lời này. Đó là lời Chúa. Thank you.
đến đón những điều Ngài tặng ban. Con sẽ lên trên hồng ân cứu độ và con sẽ kêu cầu danh Ngài. Con xin lên trên hồng ân cứu độ và kêu cầu danh Thánh Nhân xuống. Con sẽ hiến dâng lên lời ngợi ca. Bài trích thư gửi đến hữu Hipri. Thưa anh em, Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai để vào cung thánh. Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm lên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước cho của xác bò cái đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế, còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở lên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ thánh thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Bởi vậy, người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhật gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Đó là lời Chúa. Đáp và cùng thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh.
cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-xu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đó là lời Chúa. Hôm nay Cha thấy chúng con lớn hơn mọi khi. Có thấy mình lớn hơn không? Có không? Nào, bây giờ bạn nào cho Cha biết xem là chúng con lớn hơn như nào? Có thấy mình cao hơn không? Quần mặc có bị ngắn hơn không? Có không? Không. Vẫn giống như mấy hôm trước, vẫn cao thế thôi. Cái quần vẫn vừa, cái áo vẫn vừa. Đấy, nhưng mà chúng con lớn lên ở cái gì biết không? À, cái gì? Nào, ai trả lời nào? Đâu rồi, mời con. Con trả lời ý thức ạ. Chuẩn luôn, một tràng pháo tay. À. Đấy, đây là cái điều mà Cha muốn thấy ở nơi chúng con. Chúng ta lớn lên ở trong ý thức. Mọi khi chúng con dâng lễ thì làm sao, ngồi thì làm gì? À, ngó ngoáy này, nói chuyện này, tranh thủ ngủ này. Nhưng mà hôm nay mình có ngủ không? Đấy, đến đây từ lúc 2 giờ chiều đứng chụp hình rồi chuẩn bị các thứ, nhưng mà dâng lễ rất là sốt sáng. Và đây là một cái sự khởi đầu cho một quá trình mới của chúng con. Trước đây khi mà lễ xong thì chúng con sẽ lên để Cha chúc lành. Chúc lành là bởi vì mình chưa có được rước lễ. Đây, nhưng mà lễ bây giờ thì mình có chúc lành nữa không? Không à? Không muốn chúc lành nữa à? Thực ra thì cái việc chúc lành này là dành cho mọi người, không chỉ dành cho những người không rước lễ đâu. Thế nhưng bởi vì chúng con đông quá, đi lễ bây giờ cả 400 bạn mà lên để chúc lành nữa thì mất 15 phút. Cho nên là Cha chỉ dành cho những em chưa được rước lễ thôi. Chứ không phải là việc chúc lành chỉ dành cho những người không rước lễ nha. Hôm nay trong số của chúng ta 64 bạn được rước Chúa lần đầu, thì Hoàng Nguyên có 42 bạn, trên Vĩnh Ninh có 18, và đặc biệt là Vĩnh Xuân có 4 bạn. Chúng ta cùng chào mừng những gia đình ở Vĩnh Xuân bằng một tràng pháo tay thật là đặc biệt. Tại sao mà tôi lại muốn dành cho Vĩnh Xuân một tràng pháo tay đặc biệt? Là bởi vì từ ngày tôi về nhận xứ đến giờ, đến nay gần 6 năm rồi. Hôm nay mới thấy một số em Vĩnh Xuân được rước Chúa lần đầu. Với một cộng đoàn nhỏ bé chỉ có chưa được 50 người. Thế nhưng mà có những em chuẩn bị để rước Chúa và thêm sức. Thì đó là một cái niềm vui. Bởi vì chúng ta nhìn thấy tương lai của một cộng đoàn dân Chúa nhỏ bé. Cha hỏi chúng con thiếu nhi nhé, hôm nay các bạn được rước Chúa này, chúng con có vui không? Có vui không? Vui chứ? Để.
bởi vì mình chờ đợi bao nhiêu năm rồi. Từ lúc học giáo lý lúc mấy tuổi? 6 tuổi. Bây giờ chúng con mấy tuổi? 10 tuổi, là chờ đợi mấy năm rồi? Mấy năm? 4 năm. Và nhất là vừa rồi khi mà chúng con được báo cho biết là sẽ có thánh lễ hôm nay. Rồi báo cái chuyện đó là cha sẽ khảo bài. Rồi cái chuyện thi cử, có lo không? Lo không? Lo quá, có một số bạn không ngủ được. Thế mà hôm nay chúng ta được cùng nhau giúp Chúa, đó là một niềm rất là vui. Bố mẹ chúng con có vui không? Có vui không? Có chứ. Này chồng mẹ chúng con rất là đẹp. Có đẹp hơn mọi ngày không? Có không? Từ nãy giờ đã ngó mẹ chưa? Ngó chưa? Bố có đẹp hơn mọi ngày không? Có không? Không thấy à? Úi giời. Đấy, mọi ngày bố chúng con có mặc thế này không? À, áo trắng này, quần đen này, đầu xịt gôm này, chải sợi nào ra sợi đấy. Bố với mẹ đi cạnh nhau rất là vui tươi. Cả nhà mình cùng vui. À, họ hàng có vui không chúng con? Ông bà chúng con có vui không? Có không? À, hôm vừa rồi có người bảo với cha rằng là đợt này là con rước lễ lần đầu. Con làm chỉ có 120 cái bánh chưng thôi. Một nhà khác thì bảo con làm có 100 cái thôi. Thế là ông bà nội, ông bà ngoại, rồi cô dì, chú bác, họ hàng là đều có bánh chưng hết. Thành thử ra là cả làng Hoàng Nguyên bây giờ nhà nào cũng có bánh chưng. Đôi chúng con biết cha được bao nhiêu cái bánh chưng? Bao nhiêu cái? Không nói đâu. Cha cũng nhận được những cái phần quà mà hôm nay nhân ngày lễ của chúng con do bố mẹ chúng con gửi đến. Bánh chưng này, bánh dày này, rồi trái cây này, rồi một số thứ nữa. Thế hỏi chúng con nha, các cha có vui không? Có vui không? Thế cha với cha phó thì ai vui hơn? Ai vui hơn? Hả? Ai cười nhiều hơn thì người ấy vui hơn. Đố biết ai cười nhiều hơn hôm nay? Ai? Ai cười nhiều hơn? Không, cha phó cười nhiều hơn. Cha phó cười một tiếng đồng hồ để chụp hình, đúng không? Suốt từ lúc 3 giờ đến lúc 4 giờ, là ban đấy xuống đền Thánh Giuse. Cha phó bảo là sau lễ hôm nay là phải đi xuống gặp bác sĩ nha khoa. Để làm gì biết không? Nãy cười nhiều quá bị sái hàm. Đấy, cha phó vui lắm, cha tuyên úy vui lắm. Quý sơ có vui không chúng con? Có vui không? Có chứ, những người phụ trách lớp rất là vui. Bởi vì chúng con là thành quả sau một năm mà các sơ, rồi các trưởng đồng hành. Không chỉ chúng con vui, các sơ vui, mà tất cả sứ đoàn của chúng ta đều vui. Cả làng vui, cả xã vui. Thế cha hỏi chúng con nhé, trên thiên đàng có vui không? Có vui không? Vui quá đi chứ. Chúa Giêsu bảo rằng một người tội lỗi ăn năn trở lại thôi thì làm sao? Cả bà thiên đàng vui mừng. Thế mà hôm nay không chỉ có chúng con 64 bạn, mà thêm vào đó nữa là bố mẹ chúng con, những người thân yêu của chúng con đến với Chúa để lãnh nhận bí tích hòa giải, và đặc biệt là để rước Chúa vào lòng. Thế cho nên là thiên đàng vui lắm. Giờ này là trên thiên đàng là các thiên thần đang ca hát hân hoan vì 64 trẻ em của giáo xứ Hoàng Nguyên, Vĩnh Ninh và Vĩnh Xuân được rước Chúa. Thế thì tất cả những niềm vui của chúng con, của bố mẹ chúng con, của ông bà họ hàng, của các cha các sơ, cái lý do căn bản nhất để chúng ta vui là gì chúng con? Là gì? Được mặc áo đẹp à? Phải không? Khó không? Tí nữa lễ xong là có cỗ à? Đúng không? Hay là do mình vừa được rước từ cuối, từ đền Thánh Giuse lên? Lý do là vì cái gì chúng con? Vì cái gì? Một lý do thôi, là cái gì? Là cái gì? Nào? Con thân cha là được rước Chúa ạ. Được rước Chúa lần thứ mấy? Lần thứ nhất ạ. Đúng rồi. Lý do trung tâm của chúng ta ngày hôm nay đó là được rước Chúa lần đầu. Lý do trung tâm của chúng ta là như vậy. Thế còn cái chuyện là cắm hoa này,
mặc áo mới này, đánh phấn tô son này, ăn cỗ, nó chỉ là thêm vào thôi. Cái việc chính yếu của chúng ta là được rước Chúa lần đầu. Cái việc rước Chúa như cha nói với chúng con và cộng đoàn trước lễ đấy, đầu lễ, đó là một việc rất quan trọng, rất ý nghĩa đối với chúng ta là những người tin. Cha nói là với những người tin thôi nhé. Thế còn với những người không tin thì cái việc rước cái tấm bánh bé bé thế này chẳng có giá trị gì cả. Mỗi dịp lễ, chẳng phải đặc biệt là lễ Giáng sinh vào đêm Noel, thì không chỉ có người Công giáo đi lễ mà cả những người lương dân họ cũng đi lễ. Và một số họ đã theo lên để lấy bánh. Họ bảo là đi theo bạn lên để lấy bánh. Thế và ăn bánh xong thì họ bảo rằng là chả thấy có cái gì khác cả. Chờ cả tiếng đồng hồ được cái bánh bé tí tẹo thế này, mà đi chơi từ 8 giờ cho đến tận 10 giờ mới lễ, gần 11 giờ mới được phát cho cái bánh bé tí tẹo thế này, ăn xong vẫn đói. Lễ xong lại phải ra làm bát phở. Đấy, những người không có niềm tin thì họ bảo là đi lễ chỉ chờ cái bánh thôi. Nhưng mà chúng ta có lấy bánh không chú con? Có lấy bánh không? Không. Mình không lên để lấy bánh, mà mình lên để làm gì? Rước Chúa. Mình lên để rước Chúa. Tấm bánh đấy cho dù rất bé, cho dù chúng ta rước vào miệng của mình vẫn còn nguyên mùi vị của bánh miến. Đấy, nhưng mà chúng ta tin rằng Chúa Giêsu hiện diện một cách đầy đủ ở trong tấm bánh ấy. Đấy, cho dù tấm bánh bé thế này cũng đầy đủ, và tấm bánh to chút nữa cha dâng lễ trên bàn thờ cũng đầy đủ Chúa Giêsu thánh thể. Ngay cả khi mà cha bẻ một tấm bánh ra, cho dù tấm bánh đó nó chỉ còn cái mụn bằng cái đầu tăm thôi, mình còn nhìn được bằng mắt, thì cái mụn đó vẫn chứa đầy đủ Chúa Giêsu một cách trọn vẹn. Thế cho nên là cái việc rước Chúa là cái điều với những người có niềm tin rất là có ý nghĩa. Chúng ta rước Chúa vào trong tâm hồn của mình. Và khi mà chúng ta rước Chúa vào trong tâm hồn của mình là chúng ta rước chính tình thương của Chúa. Tại sao mà cha bảo là phải là chúng ta rước chính tình thương của Chúa? Ban nãy chúng ta nghe các bài đọc sách thánh. Nghe các bài đọc sách thánh, từ cái việc mà ông Mô-xê thanh tẩy bàn thờ, rồi ông ấy làm cái hiến tế giết bò, rồi dẫy máu ở trên bàn thờ, rồi ở trong cái cung thánh, cho đến việc mà Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc lì. Chúa bảo với các môn đệ rằng: này là mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn. Này là máu Thầy, các con hãy cầm lấy mà uống. Mình Thầy và máu Thầy, tức là Chúa Giêsu muốn ở với chúng ta một cách trọn vẹn. Không phải chỉ ở bên ngoài đi bên cạnh, mà Chúa còn muốn ở trong con người chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta. Nếu mà Chúa chỉ là một con người đi bên cạnh không thôi, thì Chúa vẫn chỉ đi bên cạnh đồng hành thôi. Nhưng mà khi Chúa ở trong con người chúng ta, thì Chúa muốn trở nên máu thịt của chúng ta. Chúa muốn một phần trở thành một phần trong cuộc đời của chúng ta. Và đó là tình thương của Chúa. Và trong bí tích thánh thể thì Chúa còn ở với chúng ta cho đến ngày tận thế. Hôm nay chúng con được rước Chúa lần đầu, và bắt đầu từ hôm nay, mỗi khi chúng con đi lễ, chúng con sẽ tiếp tục được rước Chúa. Và cứ như vậy, chúng con sẽ rước Chúa cho tới khi chúng con về với ai? Về với Chúa. Ở đời này chúng ta rước Chúa, để khi chúng ta qua khỏi đời này, chúng ta về với Chúa. Đó chính là tình thương mà Chúa dành cho chúng ta, những người có niềm tin. Thế cho nên việc rước Chúa với người Công giáo, với những người có niềm tin, luôn là điều rất là có ý nghĩa. Vì thế mà giáo hội luôn khuyến khích chúng ta, hãy đi lễ thì dọn mình để rước lễ. Khi mà chúng ta dọn mình, chúng ta không chỉ dọn mình ngay trước khi rước lễ,
mà chúng ta còn dọn mình từ lúc ở nhà. Nếu mà các bậc cha mẹ đều có một ý thức đi lễ các ngày Chủ nhật giống như việc hôm nay thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Chúng ta đã chuẩn bị cả tuần rồi, chuẩn bị cả tuần rồi, ngay hôm nay mình chuẩn bị từ sớm, chuẩn bị từ đầu óc, quần áo. Tức là cái việc ý thức này này, khi mà ý thức đến việc đến với Chúa đã là một việc dọn mình rồi. Thế còn lễ 4 giờ, thế mà 4 giờ kém 5 mới cuống cuồng thay quần áo, vội vàng chải đầu tóc, chạy đến nhà thờ, vẫn thở hổn hển vào lễ. Thì tức là mình đang chưa có sự chuẩn bị từ xa. Rồi khi mà mình đến nhà thờ, mình đến với ý thức, không có ngồi ở gốc cây nọ, gốc cây kia đi, nhưng mà vào trong nhà thờ dự lễ một cách sốt sắng, dự lễ một cách nghiêm trang, dự lễ một cách ý thức rằng mình sẽ rước chính Chúa vào trong tâm hồn của mình. Đó là một điều Chúa rất chờ đợi. Không những thế, khi chúng ta rước Chúa, chúng ta còn chuẩn bị tâm hồn. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà mình có tội trọng thì cái tội trọng đó nó sẽ ngăn cản chúng ta rước Chúa. Cho nên một người khát khao rước Chúa là một người luôn cố gắng để giữ mình, giữ trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Và giữ như thế thì mình sẽ không cố ý phạm tội trọng. Và khi mà thấy mình có tội trọng thì làm sao? Mau mắn đi xưng tội. Mà cái việc xưng tội thì nó rất là tuyệt vời cho đời sống của chúng ta. Bởi vì mỗi khi mà chúng ta xưng tội đó, là một lúc là khi mà chúng ta duyệt lại hành trình cuộc sống của mình, để nhận ra những cái tội, những cái thiếu sót, những cái yếu đuối. Từ đó mình nhờ ơn Chúa mình thay đổi. Và khi mình cứ lặp lại như vậy thì nó sẽ giúp cho đời sống của mình tốt hơn. Hôm nay chúng con được rước Chúa lần đầu. Đây là niềm vui của chúng con, niềm vui của cha mẹ chúng con, niềm vui của tất cả chúng ta và của cả thiên đàng nữa. Chúng con hãy giữ cái ước muốn rước Chúa ở trong cuộc sống của mình trong những ngày tháng tới, để mỗi khi đi lễ thì mình luôn dọn mình sẵn sàng để được rước Chúa. Khi rước Chúa thì cha sẽ nói mình thánh Chúa Kitô, và chúng con thưa làm sao? Amen. Amen có nghĩa là tôi tin. Tôi tin đây là mình máu Chúa Kitô. Không phải lên để ăn bánh nha. Có một số bạn bảo hôm nay đi lễ lên được ăn bánh. Ăn bánh là lời nói của những người có niềm tin hay không có niềm tin? Không có niềm tin. Thế còn những người có niềm tin như chúng ta thì không phải lên ăn bánh mà lên để rước lễ. Chút nữa trên bàn thờ, lúc mà cha đặt tay ở trên bánh và rượu và xin ơn Chúa Thánh Thần, thì nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động thánh hóa, bánh và rượu đó trở thành mình và máu Thánh Chúa. Thế cho nên là trong thánh lễ chúng ta phân biệt. Trước khi truyền phép thì chúng ta gọi là bánh, đúng không? Còn sau khi truyền phép chúng ta gọi là gì? Mình Thánh Chúa. Nhớ chưa? Và nhớ thưa Amen. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, cho tất cả mọi người, cách riêng cho chúng con thiếu nhi 64 em hôm nay rước Chúa, để các em luôn được lớn lên trong ân sủng, lớn lên trong sự nuôi dưỡng của chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và để ở lại với nhân loại cho đến tận thế. Trong tâm tình cảm tạ tri ân và hòa chung niềm vui với các em lần đầu tiên được đón rước Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn, cộng đoàn chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin. Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các vị mục tử trong hội thánh cũng biết đón nhận nguồn sống từ Chúa, để rồi trao ban cho tất cả những ai tin yêu và sẵn sàng đón nhận Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh đời sống Kitô giáo. Chúng ta cùng cầu xin cho các Kitô hữu trên toàn thế giới, cách riêng là từng người trong giáo xứ chúng ta, được thêm lòng sùng kính, mến yêu bí tích Thánh Thể bằng việc siêng năm thang dự thánh lễ và rước mình máu Thánh Chúa cách xứng đáng, hầu tìm thấy nguồn sức mạnh và lẽ sống cho cuộc sống thường ngày ở trần thế. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu cùng Chúa, kiên cường lòng tin, gia tăng lòng mến cho chúng con. Hôm nay lần đầu tiên được lãnh nhận mình máu Thánh Chúa, giúp chúng con có những tâm tình đơn sơ, trong trắng, tham dự phục vụ sốt sáng và luôn ý thức mỗi thánh lễ là một bữa tiệc do chính Chúa thiết đãi để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng trước khi đón rước Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Công cha nghĩa mẹ ơn Thầy, nghĩ sao cho xứng những ngày ước mong. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho quý cha, Thầy sứ Giuse, quý dì, quý hội đồng mục vụ, quý huynh dự trưởng và tất cả những ai đang cộng tác trong công việc giáo dục đức tin, được tràn ngập niềm vui, bình an, sức khỏe để nhờ sự tận tâm chăm sóc, dạy dỗ, hun đúc trong tâm hồn trẻ thơ, lời nói, hình ảnh, ý tưởng xây đắp nhân cách, phát triển toàn diện con người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con mình và máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng đời sống chúng con. Xin cho các em được rước Chúa lần đầu và cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn cảm nghiệm được sáng kiến tình yêu kỳ diệu là bí tích Thánh Thể Chúa dành cho chúng con trong cuộc đời này, để chúng con can đảm sống làm chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót Chúa trong môi trường sống của mình. Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bí tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi dùng bữa tối sau hết với các tông đồ của Người, vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời mầu nhiệm thập giá sinh ơn cứu độ, Người đã dâng mình cho Chúa làm con chiên vẹn sạch, làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận. Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa các tín hữu Chúa để nhân loại trên khắp địa cầu được cùng một đức tin chiếu soi và cùng một đức ái liên kết. Vậy khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này và được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa, chúng con thấy như được dự tiệc trên trời. Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Thôi, thôi, thôi. Chúa là Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa.
chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tỏ hoàn năng trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy chúng ta giam quyền rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thế Cha cho chúng con hôm nay nước thề hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chừa Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho người hòa mình vào máu Thánh Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, sắp đã nhận ban cho chúng con sự sống muôn đời. Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển, được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúng con xin trân trọng kính mời quý cha cùng toàn thể cộng đoàn an toàn. Giờ đây con xin kính mời một vị đại diện phụ huynh sẽ có lời cảm ơn tới quý cha cùng toàn thể cộng đoàn.
Kính thưa cha xứ Phaolô và cha phó Phaolô, kính thưa thầy phó tế Giuse, quý sơ, quý cố, ban hội đồng mục vụ giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn. Thật là một hồng ân cao cả mà Chúa đã ban cho giáo xứ và đặc biệt là các gia đình của chúng con. Hôm nay là ngày mà con em chúng con được trưởng thành hơn trong đời sống đức tin. Khi các con được xưng tội và rước lễ lần đầu, được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn lần đầu tiên. Trước hết, chúng con xin chân thành tri ân cha xứ Phaolô, cha phó Phaolô, quý cha đã luôn thương yêu, quan tâm, dạy dỗ và hôm nay dâng thánh lễ cho các con của chúng con thật trang nghiêm và sốt sáng. Chúng con xin cảm ơn thầy phó tế Giuse, quý sơ, các thầy cô giáo lý viên, các anh chị huynh dị trưởng đã không quản ngại khó khăn để dạy và hướng dẫn con em của chúng con mỗi ngày. Nhờ đó, các em được hiểu biết về Chúa, yêu mến Chúa hơn và chăm ngoan vâng lời hơn. Chúng con xin cảm ơn hội đồng mục vụ, giáo xứ, ca đoàn thiếu nhi, hội trống, hội kèn, anh em truyền thông công giáo, ban lễ sinh cùng các hội đoàn đã tổ chức và phục vụ thánh lễ hôm nay thật trang nghiêm và sốt sáng. Chúng con xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn đã hiện diện nơi đây, hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho con em chúng con. Chúng con xin kính chúc quý cha, quý thầy, quý sơ và mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình an và dư đời ơn thánh Chúa qua việc truyền cầu của thánh cả Giuse và đức trinh nữ Maria. Một lần nữa, chúng con xin hết lòng tri ân quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn. Kính thưa các bậc bố mẹ, hôm nay hiện diện với con của mình trong ngày lễ các con được rước lễ lần đầu. Vai trò của bố, của mẹ trong gia đình rất là quan trọng. Xã hội nói rằng gia đình là trường học đầu tiên, người bố, người mẹ là những người thầy đầu tiên của con. Và đây là cái quyền mà không ai cướp đi được. Thế cho nên cái việc mà chúng ta dạy dỗ con cái trong gia đình không chỉ là quyền, là trách nhiệm, là nghĩa vụ mà còn là ơn gọi Chúa trao phó cho chúng ta. Giáo hội rất là mong muốn các bậc cha mẹ hãy quan tâm đến con cái của mình trong đời sống đức tin. Không chỉ hôm nay cố gắng cho các em được rước lễ lần đầu, nhưng chúng ta còn một hành trình nữa trong thời gian 3 năm để các em tiếp tục học hỏi giáo lý, được lớn lên trong ơn Chúa và trưởng thành trong việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách tràn đầy qua thánh lễ ban bí tích thêm sức. Vì thế mà xin các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, tiếp tục đồng hành và nhắc nhở con của mình đi học giáo lý, cầu nguyện sớm tối, nhất là siêng năng đến nhà thờ trong vai trò là thiếu nhi thánh thể. Nhưng để làm được điều này thì chính các bậc bố mẹ phải là những người làm gương trước tiên. Người ta bảo rằng lời nói thì lung lay, còn gương lành thì lôi kéo. Con cái ở trong gia đình luôn làm theo bố mẹ, luôn bắt chước bố mẹ từ lời nói, cử chỉ cho đến hành động. Cho nên khi mà chúng ta hướng con cái của chúng ta
đến đời sống nhân bản, đến đời sống đạo đức và sự phát triển trong đời sống đức tin, thì mỗi người chúng ta phải làm trước tiên để cho con cái của chúng ta noi theo. Đây là một điều không hề dễ dàng trong thời buổi hiện đại hôm nay, khi mà ai cũng bận, bận làm ăn kinh tế, bận lo các công việc, bận nhiều chuyện. Thế nhưng đời sống đạo và việc dạy dỗ con cái vẫn luôn là điều rất là cần thiết. Chỉ cần chúng ta lơ là một thời gian trong việc dõi theo con cái và dạy dỗ con cái, thì kết quả chúng ta sẽ thấy ngay, nó sẽ có sự khủng hoảng hay là sự bất ổn ở một vấn đề nào đấy. Và nhất là hôm nay tệ nạn xã hội rất là nhiều. Nếu bố mẹ không đưa con cái đến với Chúa, nếu con cái không được lớn lên trong sự giáo dục và dõi theo những gương sáng của chính bố mẹ, thì nó sẽ không trưởng thành như chúng ta mong muốn được. Hôm nay là một ngày rất là vui với các gia đình và với cả xã hội. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa, chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho các em được lớn lên trong ơn Chúa, được lớn lên trong đời sống cầu nguyện, và xin Chúa chúc lành cho các gia đình để niềm vui hôm nay được kéo dài cho những ngày tiếp theo. Chúng ta cùng cảm ơn ông người phụ huynh đã đại diện cho các gia đình có những tâm tình rất là ý nghĩa, bằng một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt. Chúng ta còn đứng lên để kết thúc thánh lễ. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời cha xứ, cha phó sẽ phát quà lưu niệm cho các bạn trong tội ngày hôm nay. Hôm nay quý sơ bên nhà khuyết tật có cái quà lưu niệm cho chúng con, và chúng con xếp hàng hai lên để nhận nhé. Nhưng mà nhớ, nhận cái quà này về thì không chỉ để giữ đâu, mà còn phải thực hành như điều mà các sư mong muốn nữa. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.